có thể diệt chúng sạch hết, nhưng cũng không xả bỏ tất cả hạnh của Bồ Tát tu. Ở trên là 10 thứ đạo của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này, thì sẽ đắc được tất cả đạo thiện xảo phương tiện trí huệ vô thượng của Như Lai. Các vị thiện tri thức, hôm nay, ngày 5 tháng 5 năm 1978 là ngày Phật Đản. Đức Phật đã thể hiện ra đời cách đây 3.000 năm tại Ấn Độ. Vì lịch của các nước khác nhau cho nên ngày tháng cũng có sự khác nhau, không cách gì khảo chứng. Có người chủ trương là ngày này, có người chủ trương là ngày kia, ai cũng cho mình đúng. Vậy cứu kính là ngày nào, chẳng ai biết rõ. Căn cứ vào chỗ nghĩ của tôi thì không cần truy cứu ngày nào. Ngày nào chúng ta tưởng nhớ đến ngày Phật Đản sinh thì là ngày đó. Bạn không cần phải chấp trước vào ngày đó, vì không dễ gì khảo chứng chắc chắn là ngày nào. Giữa Nam Tông và Bắc Tông có sự bất đồng về ngày đản sinh của Đức Phật. Tuy nhiên bất luận là ngày nào, chỉ cần mọi người thành kính tưởng nhớ trang nghiêm lễ bái, thì ngày đó chính là ngày Đức Phật đản sinh. Bởi lẽ pháp vô định pháp, cho nên dẫu có nghiên cứu riêng về một vấn đề này đến tóc bạc mắt lòa cũng vẫn không tìm ra được một đáp án đúng đắn. Chỉ lãng phí thì giả quý báu, như thế thì đáng tiếc biết bao. Theo đạo Phật, mỗi người nói chung đều có chỗ chấp trước cầu nệ. Người thì chấp trước Phật giáo Ấn Độ, kẻ thì chấp trước Phật giáo Tích Lan, Phật giáo Trung Hoa hoặc Phật giáo Nhật Bản, vân vân. Chính vì sự chấp trước và quan điểm bất đồng đã khiến cho Phật giáo trở thành có giới hạn, có ranh giới và gây nên sự chia rẽ trong Phật giáo. Thật ra Phật giáo vô lượng, vô biên, không hề có một phạm vi nhất định. Do đó, tuổi trước sau vẫn chủ trương là không nên vạch ranh giới cho Phật giáo, mà trái lại tất cả phải đoàn kết nhất trí, thế giới một nhà mới đúng. Tôi vẫn thường nói, Phật giáo mà tôi giảng thì không phải là Phật giáo Ấn Độ, cũng chẳng phải là Phật giáo Trung Hoa, mà chính là thứ Phật giáo tận hư không khắp pháp giới. Nói rõ hơn thì không có Phật giáo nào có quốc tịch, không có Phật giáo nào có chủng tộc, và cũng không có thứ Phật giáo phân chia, nhân ngã hay ta người. Không phải chỉ có kẻ tín ngưỡng Phật giáo mới là đệ tử Phật, mà ngay cả những người không tín ngưỡng Phật giáo cũng là đệ tử của Phật. Tại sao? Vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từng dạy rằng, nhất thiết chúng sinh, gia hữu Phật tánh, giai khảm tác Phật, nghĩa là tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, đều đặng thành Phật. Điều này chứng tỏ rằng người tin Phật là chúng sinh, mà người không tin Phật cũng là chúng sinh. Có người nói, tôi không phải là chúng sinh, thế thì thử hỏi bạn không phải là chúng sinh, vậy thì bạn là gì? Có người lại quả quyết, tôi tên là Thiên, Trời. Vậy thì tôi là Trời, bạn nên biết rằng Trời cũng là một chúng sinh. Cũng có người nói, tôi tên là Địa Đất, vậy thì tôi là Đất. Bạn nên nhớ rằng Đất cũng là chúng sinh và cũng không vượt ra ngoài vòng chúng sinh. Tận cùng cõi hư không và khắp cả pháp giới đều là nơi cư ngụ của chúng sinh. Trong 10 pháp giới chỉ có Phật pháp giới là vượt ra ngoài vòng chúng sinh, còn 9 pháp giới còn lại, Bồ Tát duyên giác, thành phần trời người, A-tu-la, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục đều thuộc trong vòng chúng sinh nên đều được gọi là chúng sinh. Chúng ta đều là chúng sinh, thế thì nếu tôi xem những kẻ không tin theo đạo Phật cũng thuộc về Phật giáo thì có gì là không công bằng chứ?